Mặc dù em đã nói là Tiun là YouTuber hot nhất Việt Nam từ năm 2012 tới giờ, nói gì không ai tin đúng không? Bây giờ so sánh với một cái network đi nha. Sơn Tùng MTB là người đang nổi tiếng nhất đúng không? MTB. Mà clip của ca sĩ này chủ yếu là nhờ fan kéo, là fan Việt Nam, còn fan của em là fan khắp thế giới. Ví dụ như anh Sơn Tùng đi, bây giờ kênh của ảnh là bao nhiêu triệu sub đây? Đâu? Kênh là 9 triệu sub rồi anh Tùng ơi, nhưng mà thu nhập của anh 664 đô. Còn anh Tiôn, kênh của anh Tiôn là 458 ngàn sub thôi, nhưng mà thu nhập của anh Tiôn là 1,3 triệu đô. 1,3 triệu đô. Year One Network, Year One TV, Year One TV. Hôm nay em làm như vậy luôn cho mọi người biết, Tiun không bao giờ nói dối với ai hết, chỉ là quý vị không đủ cái trình độ để hiểu thôi. Year One Network là 3 triệu view, nhưng mà view này view Việt Nam. Thu nhập cao lắm 471 ngàn thôi. Dạ anh Tiun đang là chùm cuối YouTuber Thơ Nguyễn nổi tiếng đúng không? Thơ Nguyễn nổi tiếng. Còn ai nổi tiếng? Nổi tiếng về trẻ em đúng không? Ồ, vẫn ảo ma Canada ha. 2 triệu 2, nhưng mà tương tác này là chạy ren. Ren Việt Nam. Ren Việt Nam nè. Độ giảm xuống tới 94%, kênh cũng chỉ 9,3 triệu thôi. Coi lại anh Tiôn nha. Trời ơi, anh Tiôn ảnh chỉ có tăng thôi. Ảnh là tới 26,13 triệu. Coi lại coi. Và cái này tương tác này là không có biểu đồ gì hết. Coi lại anh Tiôn cái coi. Cái coi lại mi. Anh Tiôn này. À. Ồ, anh Tiôn đang xuống bởi vì dạo này anh Tiôn khô máu tụi mọi người. Anh Tiôn mệt, anh Tiôn đi phóng sanh, anh Tiôn đi dạy bơi, anh Tiôn mệt, anh Tiôn không có lo tập trung làm clip. Dạ. Mà anh Tiôn là fan của anh Tiôn là fan toàn cầu chứ không có chạy hot tin. Dạ. Em xin nói luôn nha, các YouTuber Việt Nam đang chơi cái trò câu view bằng hosting, nghĩa là mua một cái hosting về mình chạy như vậy tốn có 1 triệu mấy thôi à, nhưng mà chạy 2 3 ngày nó lên cả triệu view luôn, nhưng mà view ảo không à, nó bằng từ cái đường truyền IP khác nhau. Còn của Tiu nó là khắp thế giới nhắn tin, còn này Việt Nam không à. Nên nếu mà làm việc để những người nước ngoài đầu tư, những công ty tập đoàn đầu tư quảng cáo thì họ chỉ làm việc với anh Tion. Rồi hiện tại còn YouTuber nào nổi tiếng không ta? VE Channel cũng được đi. HTV đi. HTV gì mà hoạt hình hay bóp kít gì đó. Bóp kít gì đi. Bóp kít các nít coi đồng. Ai bóp kít này không phải đâu. Bóp kít kia kìa. Kênh khủng khủng ấy, các kênh YouTube khủng nhất Việt Nam hiện tại coi, nổi tiếng nhất Việt Nam, nổi tiếng nhất Việt Nam. Rồi, mấy cái chiêu trò của mấy YouTuber Việt Nam mà để câu view đó không có được nổi tiếng thế giới nha mọi người phải nhớ, nổi tiếng thế giới mới quan trọng chứ nổi tiếng Việt Nam là mình chạy view ảo đâu không à. Rồi kênh bất kích nè. Rồi 14 triệu view nhưng mà tiền kiếm được nè. Rồi không không đồng luôn rồi, banh kênh luôn rồi hả? Gì kỳ vậy? Kênh này vẫn hoạt động 14 triệu view nha. Nhưng mà thu nhập thực sự là hai con số 0. Rồi xong, hiểu luôn, sự nổi tiếng này nó quá là bựa. Pháp TV. Ê, nhà báo chắc coi xong cái clip này của em, nhà báo sợ anh Tion luôn, khóc luôn á. Rồi Pháp TV cũng vậy. Rankin không có. Pháp TV Rankin không có hả? Có 11. Không, Pháp TV này ảo rồi. Pháp TV này người ta 13 triệu tư lận. Dạ.
Giờ đây Pháp TV này mới bún 13 triệu 3 nè, chắc lấy được cái nút kim cương rồi. Thu nhập là 6 triệu mấy là em tin nè. Đó, thấy không, người ta làm ăn đàng hoàng. Bên này cũng làm clip đàng hoàng, nhưng mà Việt Nam không à, Việt Nam coi. Với lại làm clip lâu rồi, làm từ hồi cái kênh của em 32 triệu sub là năm 2012, 2 năm sau kênh này mới trồi lên. Lúc đó em bán kênh của em 32 triệu sub, giờ kênh của em nó lên 64 triệu sub rồi. Kênh này là tồn tại là do lâu đời, và clip là clip người Việt Nam coi thôi, không có tương tác toàn cầu như em. Nên quý vị mà đầu tư cho một cái muốn làm ăn quốc tế mà chỉ chơi vô mấy cái này là không bao giờ được. Giống như Vin Vinpearl làm với Nat Daily, Nat Daily là nước ngoài mà không làm với Tion. Tion mới là nổi tiếng thật sự ở Việt Nam. Làm với Nat Daily thì cũng có mấy người kia coi, nó đâu có quảng bá cho thương hiệu gì của Vingroup đâu. Cũng vậy à, xe VinFast không thể quảng bá thế giới với một kênh quốc tế được. Rồi kênh này NTN Vlog giờ kiếm được có 300 đô, kênh này ảo quá vậy. 9,5 triệu mà NTN Vlog này giờ chắc nó dẹp luôn rồi đó. Nó bị chửi quá đó. NTN gì? À, 10 triệu nè. Để lâu cũng năm 2016 thành lập. Làm bậy làm bạ riết hết nổi tiếng luôn, có 3 triệu mấy, 300 mấy chục ngàn à. Nói chung là em xuống rồi, em không còn là nổi tiếng đâu, anh đang đứng đầu đó mấy em. Ê, Rich Debut ha. Mấy em không phải là nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhiều người cứ coi mấy kênh YouTube nổi tiếng Việt Nam mà không bao giờ so sánh với Social Blade, mà không có thấy được cái sự nổi tiếng thật sự. Em 600 ngàn thấy không? Kênh thiếu nhi BHQ gì đâu. Cho coi hết luôn cho mọi người, bữa nay coi hết luôn ai mới thật sự là người nổi tiếng nhất Việt Nam nha. Chứ em mệt quá, mấy thằng nhỏ nó lên nó chửi em hoài à. Mấy nhỏ nó nói em nói xạo á. Dạ. Rồi kênh thiếu nhi BBTV này mới đang nổi tiếng nè. Hiện tại nó là em nghĩ Pháp TV xong mà tới nó. Nhưng mà cái này là kênh thiếu nhi của Việt Nam mình luôn mọi người ơi. Nên cũng chỉ nổi tiếng Việt Nam thôi, không thể nổi tiếng thế giới được. Cái VE Channel này HTV2 8,8 nè. Cũng vậy luôn à, nổi tiếng Việt Nam không nổi tiếng thế giới được như tiêu đâu. Em biết mà. VE Channel. Tại bởi vì sao bữa nay em phải làm vậy, bởi vì muốn chứng thực lại cho mọi người nói là em nói thật chứ không phải em nói xạo. Em không nói xạo nha mọi người, cho mọi người coi nổi tiếng thật sự. Rồi VN Channel HTV2 nè, 9 triệu, bữa nay 9 triệu người đăng ký. Mấy triệu đăng ký không quan trọng đâu. Đó. Rồi coi như là em chấp nhận là Pháp TV là đứng đứng đầu. Xong rồi tới gì đó, gì đó. Nói chung là em cũng nằm trong top 4. 4 kênh có thu nhập khủng nhất Việt Nam. Nha, có thằng Tion nha, mấy thằng này nó không có nha. Mà mấy thằng này quản mà Tion là thu nhập nổi tiếng toàn cầu nha, coi lại lần nữa Tion nha mọi người. Có khi ngày mai tôi buồn tôi đi xóa hết tương tác của mình luôn á mọi người. Biết tại sao không? Tính em vậy. Em khóa hết video để khỏi ai coi luôn. Mọi người nói em không nổi tiếng thì em chấp nhận thật. Em khóa tương tác thì em hết nổi tiếng thật. Nhưng mà em nói cho mọi người biết sự nổi tiếng hay không đó là do em quyết định. Bởi vì em là chuyên gia làm website, phần mềm, quảng cáo và từ xưa tới giờ, và em làm là thật hết chứ không có gì chạy hot ảo hay view ảo. Vì mấy cái đó em biết hết trơn rồi, cái gì mình thật mình mới thắng được, còn mình giả là mình không thắng được. Đôi khi á mình nói thật mà như giả vậy, người ta nghe người ta tưởng mình nói xạo không á quý vị. Nhưng mà mình chấp nhận điều đó luôn, đôi khi mình cũng phải chấp nhận sự hy sinh. Ví dụ mình biết trước tương lai mình phải nói để cho nó thay đổi cái tương lai cho nó tốt hơn á. Ok, thôi, bye.